Thưa quý vị và các bạn, có thể nói là hiện nay ở trên đường phố của cả nước nói chung và của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, xe máy là phương tiện chủ yếu được người dân sử dụng. Và bên cạnh rất nhiều những mẫu mã xe máy trẻ trung hiện đại thì những chiếc Vespa cổ xuất hiện trên đường phố như là một nét độc đáo gợi lại một chút gì đó hoài cổ, xưa cũ. Và đi liền với mốt chơi xe cổ thì dịch vụ độ chế tân trang loại xe này cũng tồn tại để phục vụ cho những đối tượng, những dân chơi xe. Tuy nhiên là nghề độ chế tân trang xe cổ ở Sài Gòn đang có nguy cơ dần mai một bởi Vespa cổ hiện đã không còn được thịnh hành nhiều và công việc này thì độc hại, thu nhập lại không tương xứng. Tại khu vực sơn sửa của một tiệm chuyên độ chế tân trang xe Vespa cổ nằm trên đường Âu Cơ, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian chật hẹp. Mùi sơn bốc lên nồng nặc. Người thanh niên có thân hình gầy guộc, với thâm niên mười mấy năm trong nghề độ chế tân trang xe Vespa này đang cần mẫn, tập trung tỉ mỉ với công đoạn phun sơn của mình. Để đảm bảo bề mặt sơn của sản phẩm được đều màu, ở công đoạn phun sơn, người thợ phải tiến hành phun đi, phun lại nhiều lần. Giữa không gian độc hại với mùi sơn phủ nồng nặc như thế này, nhưng theo như quan sát, ngoài chiếc khẩu trang y tế, những người thợ làm việc ở đây không hề có bất cứ một vật dụng bảo hộ nào khác. Tại xăng mà, thì nó cũng phải độc hại thôi, có, chứ không phải là không có. Ở một góc khác của xưởng làm việc này, chàng trai nhỏ nhắn 21 tuổi Huỳnh Văn Lành đang miệt mài với công đoạn phết lớp sơn lót trước khi đem đi phun sơn. Với tuổi nghề được 3 năm, thao tác làm việc của Lành đã trở nên khá thuần thục. Mặc dù biết tác hại của các thành phần hóa chất chứa trong sơn, tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu chất lượng trong khâu chét sơn này, bắt buộc người thợ phải tiếp xúc trực tiếp bằng tay như thế này. Bởi lẽ, nếu sử dụng bao tay, người thợ sẽ không thể kiểm soát được độ láng đều của bề mặt, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Thời gian đầu thì tất nhiên là nó phải lột hết trên mấy cái đầu ngón tay. Thì nếu lo ngại về sức khỏe thì chỉ sợ ảnh hưởng đến phổi thôi. Chưa có gia đình và từng trải qua cuộc sống khốn khó, nên với thu nhập 3 triệu đồng một tháng, Lành có vẻ tạm hài lòng bởi khoản thu nhập này có thể giúp anh trang trải cuộc sống hiện tại. Chiếc quạt này có tác dụng dùng để hút sơn từ khu vực phía trong xưởng và xả ra bên ngoài. Tuy nhiên, ngay phía sau đầu xả của chiếc quạt này lại là nơi anh thợ có tuổi đời còn rất trẻ Nguyễn Minh Vương đang ngồi đốt lớp sơn cũ. Khi thấy mệt thì bị khẩu trang vô. Có thể ví những người thợ tân trang xe này như những họa sĩ khi họ đã góp phần điểm tô cho bức tranh phố phường thêm phần thi vị. Tuy nhiên, nghề làm đẹp cho xe cổ này ở Sài Gòn hiện đang có nguy cơ dần mai một khi mà Vespa cổ đã không còn được thịnh hành như trước. Trong khi công việc lại cực nhọc, độc hại cho sức khỏe mà thu nhập thì chưa tương xứng.